Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì hôm nay em còn một ít đồ nghề bãi này, chung là còn gì gom lại và giới thiệu lại anh em mình xem có món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em ha. Bên em sẽ có hai hình thức giao dịch. Rồi, mã số đầu tiên ha. S1. S1 là một cái đồng hồ la bàn nha anh em. Này thì còn có một hai cái là hết rồi. Anh em mình có thể mua làm tặng quà cũng được. Cái này thì tình trạng của mình nó chưa có xài của Nhật nha mọi người. Bên mạch này thì anh em mình sẽ thấy này Made in Japan ha, Tokyo này, anh em mình đo tỷ lệ bản đồ này, tỷ lệ của mình là 1/50.000 ha, được vệ tính là centimeter km ha. Rồi thiết kế của mình là mình đo bằng bánh xe ha, mình chạy bánh xe này đó, mình đo tới đo lui thì nó sẽ kim sẽ dịch chuyển. Và bên này thì sẽ là một cái la bàn ha, một cái la bàn kim tự tính ha, tre móc khóa nha mọi người. Rồi cái này thì là tình trạng của mình là nó mới chưa xài nha, hàng của Nhật mới chưa xài luôn. Cái đồng hồ la bàn này S1 giúp em ha, 120. S2 là một cái con dao rọc cáp cho nên mình làm điện luôn này nọ ha, này của thương hiệu Mirai ha. Đó là cái chi tiết phần lưỡi đồ này nọ còn rất là ngon. Hàng nào là em chưa có xử lý nha, đó về lau chùi thôi chứ còn không có mài miết gì ha. Đó. Có cái hộp đựng như thế này. Con này thì về cái phần kích thước, thì chiều dài lưỡi của mình sử dụng của mình là được là 7 sen ha. Đó. Phần chiều dài bắn dao này được là 2 cm. Mã số cho con dao này là S2 giúp em ha, 150. Tiếp theo S10. S10 là một cây vít đóng ha. S10 là một cây vít đóng của thương hiệu Anet ha, Made in Japan, No 3960 ha. Đầu vít của mình là đầu vít trừ 6 ha, trừ 6 mm. Đó, đầu trừ ha, thiết kế kiểu như thế này. Tay cầm đồ này nó là còn ngon lành hết ha. Dạng vít đóng ha. Đóng. Cái này thì nó dài được là 23 sen ha, 23-25 sen. Mã số là S10 ha, 100. Tiếp theo S15. S15 thì em có cặp vít này. Cặp này nó khá là hay ha. Đầu tiên cái là chủ đạo là cái này ha, của Niwa của Nhật này, là thương hiệu hãng Niwa này của Nhật này ha. Đầu mũi vít riêng BH2 Niwa của Nhật, thang màu trắng bằng nhôm ha, còn cái đầu của mình là bằng thép, có thể xoay được. Rồi cây vít này nó dài được là 14 cm. Rồi tiếp theo là một cái dụng cụ tre móc khóa, cái này nó cũng khá là hay nha. Đó, bên trong thì nó có hai đầu ha, một đầu âm một đầu dương này. Đó, đầu bên là đầu âm này, mình mở những cái mắt kính hay là những cái chi tiết đồng hồ nhỏ nhỏ đó ha. Từ bên này là đầu dương này, một âm một dương ha, một âm một dương, cái này nó khá là hay ha. Rồi anh em thích cái cặp này dùng cụ nhỏ nhỏ này S15 giúp em nha, cặp này giá 50. Rồi tiếp theo S22. S22 thì em có một cái cây kìm cộng lực cắt kẽm còn rất là mới chưa xài, thương hiệu của mình là thương hiệu MCC ha, size 350. MCC xây 350 ha, Japan này, BCA 350, nhìn thấy không? Cái kìm cộng lực này thì cái ý thăng của mình là nó bằng hợp kim nhôm, và ngầm của mình thì là ngầm bằng thép ha, ngầm thì ngầm bằng thép. Đây, trên thị trường họ bán giá mới rồi này nọ này, trên Việt Nam mình họ bán cái đồ mới này anh em. Đó. Giá cả thì liên hệ ha. Triệu mấy cây có size lớn lớn là 1,5 triệu đấy anh em. Đây, người ta bán trên trang web thị trường được rất là nhiều này. Đó, ha. Trọng lượng đồ này nọ có đầy đủ hết.
Những cái này thì giá mới nó khá là cao nha mọi người, không có rẻ đâu ha. Đó. Đây là 350 nè. Từ còn bán khá là nhiều anh ha. Đây là, thí dụ anh em mình ấy mình có thể mình mua lưới cắt điện dự phòng cũng được đó. Nên là anh em mình cứ an tâm hơn mình xài những cái dụng cụ này thì nó có bán trên thị trường Việt Nam, và cái này là hàng bãi nên giá nó rẻ. Chưa xài ha, chưa xài thế này nó cắt được kiểm 6 ly nha anh em, Made in Japan ha, cái kiểm 6 ly. Size của mình là 350 ha, chiều dài của mình là gần 2 găng tay này. Cái này cũng mới ha, giá 400.000 bao ship nha anh em, giá này đã bao ship rồi ha. Còn anh em mình mua mới thì giá nó chắc phải tầm gấp đôi á, nếu mà anh em mua cửa hàng hàng mới. Còn cái này thì nó mới tin nè, nó chưa có xài. S22 400, S23 là một cái kìm bấm chết dạng kẹp hàng của thương hiệu SK11, cái này cũng mới tin luôn. Đây hãng SK11, một cái thương hiệu nó rất là quen thuộc ha, 271165. Chi tiết ngoại hình là còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rồi khi mà mình quát vào như thế này được á, thì nó đo được cái lỗ này là tầm khoảng 5-10 cm. Đây bung ra ha. Đó. Bung ra thì đây đồ kẹp của mình thì nó tầm khoảng là 6 ly ha, kẹp 8 kẹp đồ để hàng nó rất là ok. Được cái là size bự còn mới nữa nha anh em, này nó chưa có xài nên là anh em mình yên tâm ha. Nó dài tới là 28 cm này ha, 28 cm. Rồi cái này S23 ha, S23 350 ha, S23 350 rất là bự nha anh em, cái kìm bấm rất là bự. Tiếp theo S24 thì cái này nhỏ. Cái này 180.000 ha. Thì Đài Loan nó xuất Nhật thôi. Cái này em giảm giá cho mọi người. Cái này hàng mới chưa xài, hàng bãi nha, hàng bãi đàng hoàng chứ không phải là hàng mua ở chợ lớn Trung Quốc ở đâu nè. Này thì nó chắc nó gia công tại Trung Quốc Đài Loan xuất Nhật thôi, nhưng mà những cái hàng xuất Nhật thì anh em mình cứ an tâm ha. Đó, S24 em để 160. Cái này thì có hãng của mình là gì nè, Put Import Tun gì nè ha. Cái nó còn mới. Thì cái kiểu rang như này ha, đó, vậy anh em mình kẹp rất là ok. Lò xo thiết kế kiểu nhắc cái này đó, mình cắm mình bấm vô thì nó sẽ bung ra ha. Thép CRV, chrome vanadium ha. Dài được 17 cm ha, S24 160. S25 em có một cây dũa của Thụy Sĩ nha, chưa xài luôn nha anh em. Nè, Switchmax nha anh em. Đó, thương hiệu Switchmax của Thụy Sĩ ha, dũa của Thụy Sĩ. Này nó mới tin nhà nó chưa có xài, để bãi nó lắm thôi. Con này thì được là 2 cm ha. Con này được là 3 ly nè. Rồi, chiều dài của mình được là 25 ha. Chiều dài được là 25. Rồi con này mã số là S 25 ha, cái này em để nhé 100.000. 100.000 thôi, S25 ha. Đem. Tiếp theo. S26. S26 thì có một cái cây kìm cắt ống ha. Này nó cũ thôi nhưng mà nhìn cái dòng này cắt rất là ngon ha. Của thương hiệu hãng
Victor này nè, VS28 ha, này nó các ống phi 27 đó lại ha, da ben của Nhật ha, thân nó cũ cũ thôi nhưng mà lưỡi còn rất là ok nha mọi người. Này anh em thấy ok, không có mẻ miếng gì ha. Nào là anh em mình cắt ống mà rất là ngon nha. Chiều dài tổng thể của mình nó dài được là 21 cm nha, dài được 21 cm, S26 150. Cái này nó hơi cũ cũ, đem giảm giá cho nhiều luôn. Cái này em để giá 130 thôi nha, em giảm giá 130 mình dùng. Hàng của Nhật nha anh em, chuẩn Nhật, những cái này là cắt sướng lắm, các ống PM7 nhỏ nhỏ không biết trong gia đình nè, rất ok ha. S26 130. Theo là S30. Đây một cái cục đầu chuyển của Nhật ha. Này nó của Nhật rất là ngon luôn, của Tone ra ngoài nha anh em. Đó. Tone Japan ra ngoài này ha. Này nó chuyển từ 3/8 này, 9.5 xuống 1/4. Đường kính 6.35. Này em giảm giá cho mọi người thêm 10.000 để hỗ trợ tiền ship cho mọi người. S30 ha, 70. S30 70 ha. Tiếp theo. S31. 31 thì một cái đầu khẩu ha, một cái đầu bán khẩu lục giác ha. Một cái đầu bán khẩu lục giác lục giác 8 ha. Lục giác 8 KTC ha. 3/8 ha. Đó. S31 ha. S31 40. S31 40. 3/8 đường kính 9.5. Lục giác 8 ha. Tiếp theo. S32 và 2/5 S34. Một cái cờ lê của top ha, cái lê ba đầu, cái này nó sử dụng rất là ngon ha. Này là 12 ly này. Đảo chiều. Hai đầu ha. 10 và 14 ha, cũ chế xài đó. Xài rất là ngon. Chiều dài của mình được là 7 cm ha. Chiều dài của mình đều là ống là được là 7 cm. Chiều này được của mình là được là 17. S34 ha. 130 nha anh em. Cái lê này 130 ha. 120 đi. Hay hỗ trợ tiền ship cho anh em luôn những cái cũ này. S34 120. S35. Cây cửa lê 17-19 ha. Tự động ha, của SK11 tuân. Bánh cấu hoạt động ngon lành. Cái này thì nó bự ngon nha anh em, của SK11 ha, này anh em mình mở được ốc rất là ngon, dài được là 18 cm. S35 100.000. Rồi S37 cái này của KTC nha. Hai đầu mở của mình là đầu mở 10 và 12 ha. Bên này là bên này là đầu 12 nè. Bên này là đầu 10 ly nè. À, của KTC S37 80 ha. S37 80. Tiếp theo S38 thì cái này là số 10 12 ha. Japan nè ha.
12 ha, khóa luôn. Chiều dài của mình được là 12 sen ha. Chiều dài của mình được là 12 sen. S38 ha, 60. Tiếp theo S42. S42 thì cây này 14-17 của Tone ha. 14 nè. Spen đầy đủ nha mọi người. Đó, thằng Tone ha, M45. Rồi cây này S42 ha. 80. Tiếp theo S43, cây này của KTC nè. Này cũng mới đẹp nè ha. Thép của mình là thép alloy steel Japan ha. Số 22 và 24. Năm 2024 thép alloy ha của KTC. Chiều dài của mình được là 32 sen ha. 32 sen. Mã số S43 ha, 102. Tiếp theo S49 và 48 chứ. Cái này 3,5 m ha của Tajima. À, bản thước của mình là bản thước 19 ly, hai hệ số đo ha, hệ số mét và hệ số in. Đó. Bên trên là hệ số in nha, còn bên dưới là hệ số mét ha. Hệ số mét của mình là 3,5 m. Có khóa chặn ha. Thu về. Rồi cái này S48 nha, thước 3,5 m của Tajima của Nhật ha. S48 80. Theo S51 là một cây kìm nhọn nha anh em. Này em là thanh lý luôn, cái này được cái nó dài nha. Nó dài tới 19 sen ha. Dài tới 19 cm này. Hơi cũ cũ thôi chứ rất là ngon nha mọi người, của Mary Japan ha. Là đầu mũi nhọn của mình như này. Chúng rồi. Đó. Của Mary ha. Thì mình chuyển sang. Anh em nhìn thấy cái này thì còn thì cái rất là ngọt nha mọi người. Đó, anh ha. Cái rất là bán nha. Hàng của Nhật thì chất lượng cái thép của mình nó khá là ngon ha. S51 cái này em để giá 100 thôi. S51 100. Tiếp theo S52 ha. Kìm nhọn này, cái này cũng của Nhật nè. Đó. Này cái dao xích đời cũ này anh em, mà nó hơi mờ ha. Đó. Cái còn ngon lành ha, dài 10 dài 16 sen. Này em để giá 80. Còn đẹp ha. S52 80. Tiếp theo S59. 59 thì em còn hình như là còn được 4 năm cây nhíp thôi. Cái này em bán cặp cho anh em mình dễ dùng ha. Đó. Này thì là miền thép không rỉ nha anh em. Stainless steel là miền thép không rỉ. Chiều dài của mình á thì cây nhíp này nó dài được là 16 sen nha mọi người. Nó dài được là 16 cm. Thì thép không rỉ ha, stainless steel. Cái mũi cái miệng của mình là nó căm căm, nó có quắp như thế này nha. Đó đây. Rồi cặp này em để giá 80.000 nha. Em bán lần 2 cây ha. 2 cây của mình là 80.000, mã số là S59 nha. 2 cây 80. S60 thì một cái bộ này. Một cái bộ sản đĩa đồ ha. Thì nó sẽ gồm có là bốn cây sản xuất nhỏ nhỏ mini này. Này hàng bãi nhưng mà nó không có chữ Japan nha, không có thể là nó gia công tại Đài Loan. Cái này thì chung là hàng chợ đó. Rẻ rẻ chung là nhưng mà được cái là giá nó thành nó mềm nha anh em. Đó, 6 chiếc này ha. Thì cái chiều dài của mình nó tầm khoảng là gần găng tay thôi chứ không có nhiều ha. Đó. Rồi 6 chiếc này em để giá là 40.
tính ra cái có 6 ngàn máy à, 6-7 ngàn những cái nha anh em. Con này S60 ha, 40 rồi. Tiếp theo S62 S62 là một cái bộ đục ha, cái bộ đục Mỹ Nghệ bán giá thanh lý 120.000. Cái bộ này thì nó mới chơi xài nha mọi người, 6 cây nhỏ như này ha, chữ của Nhật cắn gỗ đây. Ngoài ra thì những cái này là Mỹ Nghệ nên là nó sẽ có cái viên đá mài riêng của nó, thí dụ anh em mình dùng lâu ngày nó mòn hay này nọ thì mình sẽ mài trên cái đá mài này ha, mài nhỏ. Trong hàng nội địa Nhật chưa có xài nên nè, mới tin nha. Chiều dài cái đục của mình là được là 17 sen ha, 17-18 sen. S62 ha, 120.000. S63 thì một cái bộ búa ha, này hôm trước cũng nhiều mà giờ còn con cây à, hết hàng. Cái này thì trọng lượng của mình là 200g ha, búa hai đầu nhựa đầu cao su vậy nè, hai đầu nhựa trong cái này ha. Chiều dài của mình thì nó được là tầm khoảng là 23 sen, hơn một găng tay ha. Và nó có hai cái cục nhựa đi kèm này, thí dụ khi nào mà anh em mình sử dụng nó mòn á, đúng không, ví dụ như mòn mình mở này ra ha, đó mình thay vào có hai cái đầu cao su thay kèm nữa. Này thì nó không có chữ, anh em dặn thằng 7 cân ký thôi, nói chung mà nó cũng rẻ trong cái ấy. Thì cái búa này giá của mình là 70.000 thôi nha, nó nguyên cái bộ này ha, gồm có đầu búa và đồ đi kèm nữa. S63 70 ha. Rồi tiếp theo 64 là cái kìm móc quả ha. Cái kìm móc quả của thương hiệu Hosan ha, B245 size 250 ha. Đây, gỗ của mình là màu xanh da trời. Rang cỏ đồ nói chung là còn đẹp ha, người cứ an tâm mình xài. Miệng của mình nó mở được 48 ly ha, 48 ly dài là 250. Rồi cái kìm móc quả của Hosan này anh để giá cho mọi người là 160.000 ha. S64 ha, 160. S65 là một cái bộ lưỡi dao độc giái ha, gồm có 16 lưỡi. Và này là chuyên dùng cho bản lưỡi bự nha, bản lưỡi 25 ly nha anh em. Đó, anh em mình đang dùng bản lưỡi 25 ly này thì mình chốt ha. Còn này mình đo được 25mm nè, bản lưỡi bự nha, anh em mình lưu ý giúp em. Bản lưỡi bự 16 lưỡi, mã số của mình là S67 ha, 180 nha anh em, của Alpha ha. 16 lưỡi 180.000 ha, 16 lưỡi ha, S67. Rồi tiếp theo S68, một cái cảo C ha, cái này thì bắn cũng mới luôn á, của nó tơi vô tôm hùm nha, size 50 nè, số 2 ha. Ngàm của mình là mở được 5 phân, mình kẹp vật độ 5 phân ha. Đó, cảo này là bằng thép ha, bằng thép của thương hiệu Lotter Japan ha. Rồi cái cảo C này S68 ha, này em để giá 90 thôi, phụ tiền ship cho anh em luôn ha. S68 ha, 90. S69 là một cái bộ đo thử này ha, đo đường kính thử cung tròn này nè, một bên đầu này là một bên đầu nhu lên nè, còn đầu này nó sẽ lõm xuống nè, hai cái nói chung là để mình thử trong dụng cụ cơ khí ha. Cái bộ này thì nó sẽ từ là 1 ly nè rồi tới là 7 ly nha. Bước tiến của mình là 0.5 ha, ví dụ như là 1 ly nè, cung tròn của mình là 1.0 rồi tới 1.5 đó, liên tiếp lên đến là 7.0 ha. Còn cái bộ này nó sẽ từ 7.5 cho tới là 15 ha, nó cũng tương tự ha, hai bộ đều của Nhật hết. Hai bộ này em để giá 150 ha, này Made in Japan hết nha mọi người, đó hàng chuẩn nội địa hết. Hai bộ này S69 ha, 150 cho hai bộ nha anh em, từ 1.0 cho tới là 15 ly hai bộ ha. S69 150. Tiếp theo S70, một cái đầu chuyển nè, đầu chuyển này cũng vậy nha, của Seiki nha anh em. Chuyển này thì nó bự hơn cái đầu chuyển nãy, cái đầu chuyển này thì từ 1/2 xuống 3/8 nha. 1/2 là 12.7 xuống 3/8 đường kính 9.5 của hãng Seiki, con này giá 70 luôn ha. S70 70.000. Rồi.
tiếp theo. S71 là một cái bộ snap-on ha. Hôm qua anh kia anh chốt mà cuối cùng anh không có chuyển khoản, chưa chuyển khoản ha. Nay đang lại, nếu mà anh em là mình chốt chuyển khoản thì em gửi hàng luôn. Đây một cái snap-on nha anh em. Snap-on đem móc khóa hai đầu, đầu âm đầu dương này nè. 6.35 ha. Đó, 1/4 6.35 snap-on ha. Rồi con này S71 giúp em ha. S71 ha, 150. Rồi S72 con dao của Đức ha. Đó, hai chi tiết. Đó, anh em thấy không? Hai chi tiết như thế này. Đó. À, đầu tiên bên này là một cái dũa nè. Bên này là con dao. Là của Đức nha anh em. Để anh em thấy không? Soligan gặp money nè. Raw Texture Stainless Steel. Đó, khuôn tên hãng đầy đủ. Rồi anh em thích cái cây này mọi người chơi giúp em S72 ha. S72 100.000. À, con dao của Đức ha. À, anh em sưu tầm thôi, con này nó cũng ấy em thanh lý cho anh em rẻ rẻ với về dùng này. À, ha, 80.000 thôi. S72 80. Rồi. 74. Một con dao một cái con cây cưa ha của thương hiệu Sunblast ha, Made in Japan. Đó. Anh em mình mở cái nấm này, xoay nấm này ra ha. Đó. Thì mình sẽ đãi lên, đó thì nó sẽ ra cái cưa. Đó. Cái cưa này nó có hai mặt ha. Bên trên là đang nhuyễn và bên dưới là đang thưa. Chiều dài được là 19. Khóa lại ha. Rồi cái cưa này xin mình lát xa ben ha, ngoại hình còn ngon lành, mình cưa lát cưa đồ cũng được, anh em giá 80 thôi. S74 80. S78 một khúc nối dài ha, 3/8 9.5 của KTC, 3/8 đường kính 9.5 ha, dài được 15 cm. S78 ha, 50.000 anh em. S78 50.000. S79 là một cái dụng cụ quấn kiếm ha. S79 một dụng cụ quấn kiếm của hãng này ha. Xoay buộc kiếm lát đâu này nọ nè. Thép không rỉ nha anh em. Thép không rỉ của thương hiệu này ha. S79 ha, 70.000 ha. S79 dụng cụ buộc quấn kiếm 70.000. S80 là một cái gọng kính ha. Gọng kính của Nhật. Đó. Còn con gọng hôm trước là em có được 5-6 gọng vậy đó. Mà bán hết rồi. Về anh em mình cắt trồng ha. Gọng này thì nó dài được là 13 cm nè anh em. 13. Chiều cao này được là 45. Bề ngang này được là 52 ha. Gọng của mình là kiếm màu bạc bạc nha anh em, bạc mạch kim này, trong mới chơi xài. S80 ha, gọng này 120 về anh em mình cắt kiếm vô ha. S80 120. Rồi S81 em có máy cây kìm thanh lý giá rẻ nè. Thanh lý nhưng mà nó dùng rất là ngon nha mọi người. Thanh lý là nó có cái lỗi, ví dụ như cái này nó lỗi cái là nó người ta mài ra nè. Đó, người ta mài tí thôi chứ không ảnh hưởng gì đến cái lần sử dụng của mình hết. Thằng này là của hãng Banzai nha, giao dịch đời cũ. Ha, cát rồi rất là ngọt ngào, bình thường không vấn đề gì hết. Đó. Dài 16 cm ha, cái này S81 giá 50, hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa của Nhật. S81 ha, 50. Tiếp theo S83 thì cái này của thương hiệu hãng Bia ha. Cái này thì cái lưỡi cát của mình nó cũng lưỡi cá là cái lưỡi cát nó dở nè, nó có hở sáng nha anh em, nhưng bù lại có cái vòng kẹp ốc nè, cũng như là mũi nhọn vỏ kìm nó cũng ok hết. Cát ngon này, cái ngát ok nha anh em, không ngọt thôi chứ mà cát ok hết. Cái này cũng thanh lý 50.000 nha ha. S83 50. S84 cái này của Fujiya ha, No 60. Fujiya No 60 cũng 50 luôn. Cái này được lỗi cái là cái mạc của nó người ta cũng hơi mài mài nè, nhưng mà cát ngọt nha. Fujiya lưỡi cát còn ok nha mọi người này ha, cát rất là bán là khác ha. Đó, người ta mài mài nên là em thanh lý thôi. Dài 15 16 sen luôn nha. Đó, S84 ha, 50.
S85 thì cái này cũng ngon nè, nhưng mà được nó cũng bị lúng hai cái lỗ nhỏ ha, như cái lỗ kim thôi. Đó. Anh em mình không quan trọng ngoại hình thì mình chốt cái này về dùng rất là ngon nha, có cái vòng kẹp ốc phía sau, ven cổ đồ còn ok hết ha. Và cái này vỏ rất là đẹp nha, được cái là vỏ dài còn mới nè. Của Mary và cái này nó dài 19 sen. Dài 19 sen ha. Ha. Cát rất là ngọt ngào nha mọi người ha. S85 thanh lý 100.000 thôi anh em. 100.000 ha. Rồi, S86 thì em có cái bộ huy chương này. Này nó là màng đồng thiệt nha, màng đồng vàng này. Cái này là tấm huy chương vàng này. À, 1995 vậy anh em. Đó, Rukku Maya này anh em mình sưu tầm hẳn bên Nhật đó. Rồi cái này cũng vậy nha. Cái này giống như mình màu vàng này, còn này màu đồng này, huy chương đồng này ha. Ha. Ba cái 150 nha anh em. Đó, của Nhật ha. Những cái này là 500 nó không hít nha. Vật liệu của mình là nó bằng đồng gì đó thì em không rành, nhưng mà 500 nó không có hít. Ba cái huy chương này 150 ha. S86 150 đó, bằng đồng ha. Rồi S87 thì cái bộ này cũng bằng đồng đó nè, đóng luôn này ha. Đó, 500 nó không hít nha anh em. Đó, đầu tiên cái chìa khóa này đó, cái này của Canada gì nè. Đó, ha, Canada này ha, hai món này. Rồi một cái giống như cái huy chương nguy hiểm này ha, bằng đồng luôn, ba món này. Cái này cũng vậy nha, bốn món này. Tiếp theo cái này giống như mình vào mình đồng này, 5 món này ha, này là những cái đồ cổ ha. Đó. Đây cái món thứ 6 này, đồng mình vàng rồi đó. À cái món thứ 7 này. Đó. Rồi 7 món nha anh em, 7 món 150, tính ra món có 20.000 nhà bằng đồng ha. S87 150 ha. S88 S88 thì hai cái tự bằng đồng. Đó, hai cái tự bằng đồng nha anh em. Cái lớn cái nhỏ. Cái nhỏ này thì nó cái chân như này ha. Ở đây mình dán thì đó mình sưu tầm bằng đồng nha anh em, bằng đồng luôn nha. Đó, cái tượng lớn này của Nhật ha, Tokyo Japan này. Rồi chiều cao của cái tượng nhỏ này thì nó dài có được là tầm khoảng là 8 sen thôi, còn cái tượng lớn này thì được là 12 sen ha. 12 sen cũng nhỏ nhỏ chứ không bự nha anh em. Rồi cặp này em định thanh lý 100 nha, nọ anh em bán đồng bán đủ tiền rồi. Ha, S88 này. 100.000. Rồi tiếp theo là mã số cuối cùng là một cái vò nước nha anh em, cái vò nước của Nhật cũng rất đẹp ha. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Sun Ai nha mọi người, thương hiệu Sun Ai đen cọ nó còn khá là ngon. Một cái vò nước hàng bãi ha. Được cái là cái này là giá nó mềm, hàng bãi mua được giá rẻ ha. Nói chung là so với những cái hàng ông trước thì nó cũng còn rất là đẹp. Giá được là 28 sen nha anh em, 28 sen. Rồi coi gạt lại này. À, chất liệu của mình là màng đồng nha, màng đồng 500 nó không có hít. Đó, một cái vò nước của Nhật ha. Đó, rồi cái vò nước này em để giá cho mọi người là mã số S89 nha. Rồi S89 cái vò nước này em để giá là 320. Cái này ở bãi mua giá rẻ, chứ còn bình thường là những cái vò mới này là hàng kho hôm trước em bán theo lô là 380-400.000 cái á. Nay hàng bãi mua được cái giá nó rẻ ha, S89 320 này ha. Rồi, Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.